Thưa quý vị, trong báo cáo mới phát hành, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết vào tháng trước, lạm phát của Mỹ chạm mức cao nhất trong 31 năm đã khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như là một biện pháp phòng ngừa lạm phát. Theo các chuyên gia, lạm phát sẽ là nhân tố chính thúc đẩy giá vàng tăng mạnh trong năm 2022. Tuy nhiên, đà tăng vàng đã không kéo dài vì giá vàng không thể giữ trên 1.800 USD một ounce, tương đương 50 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân là do đồng USD mạnh lên đã kìm hãm đà tăng của vàng. Có một dòng tiền đang rất tích cực chảy vào vàng đã giữ giá không rất mạnh. Đó là quỹ ETF vàng đã bơm tiền đầu tư vàng với tổng giá trị mua lên đến hàng chục tấn vàng trong tháng 11 vừa qua. Theo đó, các quỹ ở Bắc Mỹ báo cáo đã mua 12,1 tấn vàng, quỹ tại châu Âu mua 5,6 tấn và quỹ ở châu Á mua 5 tấn, VWGC cho biết. Các chuyên gia phân tích của VWGC đánh giá hiện giá vàng vẫn thấp hơn 2% so với cùng kỳ. Về tương lai, tốc độ và hướng đi của lạm phát kết hợp với thông tin về COVID-19, sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ là các nhân tố chính thúc đẩy giá vàng từ đây đến khi bước sang năm 2022. Giá vàng sẽ tăng mạnh một khi các yếu tố bất định xuất hiện buộc nhà đầu tư phải lao vào vàng để bảo vệ tài sản. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.